Dạ con xin chào chú. Hôm nay con quay cái clip ngắn này gửi cái đơn hàng cho chú. Trước khi gửi thì con soạn từng cây rồi con ghi chú thích tên cái gì vào cái clip này. Để chú khi nhận cây chú sẽ nhận dạng được cái cây rồi dưới cái tên để dễ dàng chú trồng xuống. Dạ cái anh này là trang hoàng kim thái, cái bông màu vàng. Dạ còn hai anh này là một cặp trang mỹ vàng chanh, cặp nhỏ đây. Dạ cặp nhỏ mà chú đã chọn và con chốt cho chú. Dạ tiếp theo là anh này là cái anh vàng son. Vàng son là chú rất là thích luôn nè. Lần đầu tiên chú hỏi shop con chú mua là chú hỏi vàng son. Thì hôm nay shop con quyết định gã cây này luôn. Con có duy nhất một cây lớn nè. Dạ rồi tiếp theo là cây tàu Thái Lai. Tàu Thái Lai lá trung cũng màu vàng. Đặc biệt chú rất thích màu vàng. Anh cũng cao cao rồi, 4-5 tấc rồi nha chú. Con làm dấu hết cho chú, về chú chỉ lấy ra rồi là biết cây nào tên gì hả chú. Dạ. Rồi cây cuối cùng là cây mỹ vàng chanh mà cây lớn này ạ. Có gốc rất là to rồi. Cây này tược nhiều lắm, đặc biệt là có một cái bông nè. Chú rất là thích cây nào có bông sẵn. Bởi vì sẽ chắc chắn cái mặt hoa. Dạ, thì tổng cái đơn hàng này là 1 cây, 2 cây. Cây 4 cây 5 cây 6 cây. Tổng cộng 6 cây nha chú. Đây con để một hàng đó cho chú coi đó. Con chúc chú ngày mới vui vẻ nha.